What's up? Xin chào năm trăm anh em, chào mừng các anh em được quay trở lại với channel của Boss Gear. Ngày hôm nay mình sẽ cùng năm trăm anh em đi khám phá một cái bàn phím cơ đến từ một hãng khá là nổi tiếng, đó chính là hãng Funland, và nó đã trở lại cùng với một con bàn phím cơ với mã là D87S. Và con bàn phím cơ này sẽ là con bàn phím cơ nối tiếp theo với dòng M87S huyền thoại ngày xưa. Và chúng ta sẽ cùng xem được con bàn phím cơ này có cái gì khác biệt và có cái gì nâng cấp hơn so với bản cũ nhé. Ok, let's Đầu tiên thì với cái cách đóng gói, các bạn có thể thấy là nó sẽ đổi cái logo Funland sang cái logo hình số 9 như này. Đây người ta gọi là Funland 9, Funland hay là Funland gì đó. Đó, mình sẽ có thấy một số cái thông số cơ bản in ở ngoài vỏ hộp luôn. Ví dụ như dùng cổng Type C, có đèn LED RGB và đặc biệt là nó sẽ có LED nháy theo nhạc luôn, nó khá là ngon. Phiên bản của mình đây sẽ là màu đen và là brown switch đó. Ở phía bên trong hộp thì chúng ta sẽ thấy một em bàn phím cũng dạng TKL, Funland D87S. Ở trong thì chúng ta sẽ được tặng kèm thêm ba cái keycap khá đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một sợi dây cáp nữa, và sợi dây cáp này là dây cáp Type C. Và cái dây cáp Type C này các bạn có thể nhìn thấy rõ là nó được làm khá là chỉnh chu, với hai đầu đều được mạ vàng luôn cho cái tiếp xúc tốt hơn. Đồng thời là chúng ta sẽ vẫn có cục chống nhiễu và dây được làm bọc dù cực kỳ chắc chắn. Đó. Chúng ta sẽ có một cái cuốn hướng dẫn sử dụng nữa. À, có thể các bạn thấy điều đặc biệt là cuốn này nó có hỗ trợ tiếng Việt luôn các bạn ạ. Wow, rất là ngon. Bữa nay Funland hình như đã có ưu ái hơn so với lại cái thị trường Việt Nam. Nó sẽ có thêm một cái keyboarder nữa, nhỏ nhỏ nhắn thôi. Cái keyboarder này chắc cũng không ai xài mấy đâu. Ok, và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, em Funland D87S. Với cái dòng D này thì các bạn có thể nhìn thấy là nó vẫn sở hữu cái thiết kế khá là gọn gàng, và cái thiết kế này là thiết kế layout chuẩn TKL, tức là 87 nút, chỉ bỏ cái phần numpad phía bên này thôi, giống như con Funland M87S trước. Về cái mặt keycap thì các bạn nhìn đây vẫn là cái keycap giống y chang những cái phiên bản Funland M87S ngày trước. Đó. Hầu như là không thay đổi gì, phía trên nó sẽ được làm nhám và các mặt xung quanh thì nó sẽ được đánh bóng lên. Nhìn cũng khá là hay, đặc biệt là khi lên LED thì nhìn LED nó sẽ rực rỡ hơn một xíu. Về cái chất lượng keycap thì vẫn sẽ là keycap ABS double shot. Vâng, vẫn là double shot khá là dày y như cái phiên bản Funland M87S. Như vậy có lẽ là keycap nó sẽ không có chút thay đổi gì. Về cái chất lượng build thì mình thấy nó vẫn rất là cứng, cực kỳ chắc và đầm tay. Hầu như mình vặn xoắn thì dù là bằng nhựa nhưng không hề dịch chuyển một chút nào. Thì trên này chúng ta sẽ thấy có cổng cáp rời Type-C. Đó. Có tem chính hãng của thằng Funland, thằng Ninja đấy. Ninja chính là nhà phân phối. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái tem vàng này, cái tem vàng mà có thể đổi màu này nhá, thì chính là hàng chính hãng. Còn nếu như mà của Ninja phân phối mà không có cái tem này thì sẽ khả năng sẽ là hàng fake. Và chúng ta vẫn sẽ có hai cái lẫy nâng hạng độ cao của bàn phím. Hai cái feet ở phía dưới này để chống trơn trượt. Và đặc biệt hơn là ở phía bên cạnh thì chúng ta sẽ thấy có một cái dải màu trắng trắng này, chính là cái dải tản LED. Nó sẽ có một cái dải LED RGB ở đây, khá là đẹp. Về tổng quan phía bên ngoài thì mình thấy là nó có thay đổi một chút so với dòng Funland M87S. Đó, đặc biệt là cái phần cắt rời Type-C và sẽ có hai cái dải LED hai bên. Tiếp theo thì mình sẽ đi sâu vào xem thử cái switch của em này nó sẽ có gì khác biệt không nhé. Ok, như các bạn thấy thì em này đang sử dụng switch của thằng Hono. Tức là cái dòng switch này nó vẫn y chang như dòng switch Funland M87S trước đây. Tuy nhiên thì các bạn nhìn thấy là đèn LED của nó sẽ được làm LED chìm xuống dưới mặt, không sợ bị cấn switch, cũng như là nó sẽ hỗ trợ dễ dàng thay khi mà bị hỏng switch hơn. Và cái play của nó thì vẫn là màu trắng bằng thép, giúp cho tản LED tốt hơn. Về cái switch của Hono này thì mình đánh giá cũng khá là ok. Nó không phải là thuộc dạng ngon lắm nhưng mà nó rất là ổn định và cho cái cảm giác bấm khá là nảy.
Như vậy thì là về cái phần switch thì hầu như không có gì thay đổi ngoài cái việc là cái đèn LED nó sẽ được đẩy xuống dưới mặt và cái play của nó sẽ là màu trắng cho đèn LED tỏa đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ thử cắm vào xem thử hệ thống đèn LED của em này nó có gì nâng cấp không nhé. Được cái là em này làm cổng Type-C thì các bạn cũng có thể thay thế cái dây rất là dễ dàng. Cũng như là các bạn cũng có thể thay chơi dây kích tôm được, khá là ngon lành. Wow, các bạn nhìn thấy. Đó, cái hệ thống đèn LED của em này phải nói là cực kỳ tốt. Tất cả các dòng full LED thì mình thấy hầu như là nó làm đèn LED rất là sáng luôn các bạn ạ. Và cái keycap của nó làm đánh bóng xung quanh ấy, kiểu như vậy thì nó làm cho cái đèn LED nó tỏa đều hơn. Nhất là phía dưới chân thì cái play màu trắng nữa, nó làm LED nó tỏa rất là đều. Mặc dù trong phòng của mình là đang để đèn đèn LED hắt sáng vào rất là sáng mà đèn của em này nổi lên cực kỳ ngon. Ok, bây giờ mình sẽ show cho anh em xem cái hệ thống đèn LED của em này nhé, về cơ bản thôi. Như các bạn đã thấy thì đèn LED của nó rất là sáng và cực kỳ nhiều chế độ. Ngoài ra thì em này còn có thể sử dụng cái phần mềm để mình tùy chỉnh hệ thống đèn LED cũng như là có thể bật được chức năng LED nháy theo nhạc rất là hay. Với phần mềm hỗ trợ thì con này hình như đã tốt hơn là cái thằng Full LED M87S ngày xưa rồi. Ngày xưa thì con Full LED không có hỗ trợ phần mềm cũng như là LED của nó cũng khá là đơn điệu thôi. Đây là một điểm cộng đối với phiên bản cũ. Ngoài ra thì khi mình mua thì mình thấy nó còn được tặng cho ba cái keycap khá là màu mè, hình như hãng nói là cũng là chuẩn TBT đấy, và nhìn khá là đẹp. Để mình xem nào. Đó, về phía bên mặt thì nó sẽ được làm hơi nhám một chút và khá là dày, đây, space khá là dày và bị ok cũng khá là tốt, ok cũng khá đẹp đấy chứ. Bây giờ mình sẽ thử gắn lên để xem thử nó có tạo được cái điểm nhấn nào cho cái ứng tiếng không nhé. Đó, các bạn thấy chưa? Sau khi mình lắp thử ba chiếc keycap này vào thì nó sẽ nhìn nổi bật hơn hẳn và nó sẽ có một chút khác biệt so với lại cái phiên bản trước. Ngoài ra thì mình còn thấy nó là nó có hệ thống đèn LED gầm nữa. Đây, để mình cho các bạn xem nhé. Đó, cái đèn LED gầm của nó khá là sáng và chạy cũng khá là mượt. Cái đèn LED gầm này thì mình không có sử dụng phần mềm để mình tùy chỉnh được. Tuy nhiên thì mình cũng có thể ấn được trên các nút bấm ở phía trên này nhé. Thì mình ấn FN với lại cái nút đeo này này để mình thay đổi các cái chế độ đèn LED đây, hoặc là nút home này, hình như nút home này chính là thay đổi đèn LED viền đấy. Đó, các bạn có thể thử. Và khi mà mình gỡ các cái nút dài này ra để mình thay thì mình đã để ý là cái start của con này làm rất là ngon và nó đã được có pre-loop rồi các bạn ạ. Pre-loop tức là người ta sẽ được loop sẵn từ nhà máy, sẽ giúp cho cái switch khi mình bấm thì nó sẽ đỡ lọc sọc hơn rất là nhiều. Những cái step này khi những cái nút dài này mình bấm thì nó sẽ đỡ lọc sọc hơn. Và bây giờ mình sẽ cùng sao test cho anh em ba loại switch luôn nhé. Đó, các bạn hãy nghe và cảm nhận.
Ok, như vậy là mình đã vừa sao test cho anh em ba cái dòng switch brown, red và blue rồi. Về blue thì mình không nói làm gì, nó rất là to mồm rồi. Riêng về brown và red thì mình thấy cảm giác gõ rất là sướng. Và đặc biệt là những cái dòng mà dòng red thì cái gõ của nó, cái những cái stab này được lúc sẵn cho nên là có cảm giác cực kỳ mượt nhé. Và không hề nghe tiếng binh của lò xo. Có lẽ là cái switch của nó cũng được tinh chỉnh khá là tốt rồi. Và các bạn lưu ý giúp mình thêm một điểm nữa là những cái keycap này thì mỗi mỗi cái bàn phím bán ra thì nó sẽ là một cái màu keycap ngẫu nhiên giữa màu đỏ, màu xanh lá và màu xanh dương nhé. Cái này thì không có lựa chọn được các bạn ạ, nó sẽ phát ngẫu nhiên thôi. Với cái trong cái tầm giá dưới 1 triệu thì cũng khó mà có thể kiếm được một em bàn phím nào mà ngon nhẹ như thế này, build từ A tới Z luôn mà lại còn được bảo hành dài nữa. Các bạn thấy sao? Nếu mà các bạn có ý kiến gì về chiếc bàn phím này thì hãy để lại bình luận phía dưới phần comment nhé. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy nhớ like, share và ủng hộ kênh Bọt Gear đấy. Bye bye!